Bốc hỏa vì 1001 câu chuyện tôi và mẹ tôi phần 2. Mấy giờ rồi nhỉ? Sao hôm nay mẹ không gọi mình vậy ta? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi? Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Ước gì có mẹ ở đây nhỉ? Không chịu giúp bố mẹ gì cả. Ở nhà không đi đâu hết. Vào nhà nấu cơm. Vâng ạ. Mẹ ơi, lớp con ai cũng có điện thoại mới rồi. Mẹ cho con tiền mua điện thoại đi. Con mới chả cái. Bé tí tuổi đầu mà điện thoại cái gì? Hư người. Bằng tuổi con các bạn người ta còn đang chơi búp bê kia kìa. Bằng tuổi con các bạn người ta còn đang chơi búp bê kia kìa. Không nói nhiều, không mua. Bằng tuổi con các bạn người ta còn đang chơi búp bê kia kìa. Con mới chả cái, lớn rồi có búp bê cái gì? Sao hôm trước mẹ bảo con lớn rồi mà. Hả? Con đứng đây mà nói hả? Bài mẹ người ta. Con phải yêu của mẹ học xong rồi à? Ăn chút hoa quả con nhé. Yes. Con xin. Mẹ tôi. Yay! Học bài xong rồi, chơi game thôi. Mày lại không học đi, suốt ngày nằm ườn ra chơi game thế hả? Con học xong rồi mà. Lúc ăn cơm mẹ người ta. Con gái của mẹ ăn xong rồi à? Lên nghỉ ngơi đi, để bác đấy mẹ rửa cho. Mẹ tôi. Ăn xong rồi thì rửa bát đi, suốt ngày cắm mặt cái điện thoại. Lúc đi chơi, mẹ người ta. Mẹ ơi, con học xong rồi, mẹ cho con sang nhà cà tím chơi nhá. Con cứ đi đi, nhớ về sớm nhá. Con chào mẹ. Mẹ tôi. Mẹ, con học xong hết tất cả các bài rồi, mẹ cho con sang nhà cà rốt chơi nhá. Con học xong rồi, đã rửa bát nấu cơm các nhà chưa? Lại rửa bát, lại nấu cơm nhá. Mày thấu đâu là chẳng thấy con nỗi đâu. Đây, có thịt này, con ăn vào đi, cho có sức mà học bài nhá. Mẹ không thích ăn thịt, mẹ ăn rau là đủ rồi. Con ăn đi. Con đắp chân vào đi, cũng lạnh đấy. Sao mẹ không đắp chân vào? Mẹ thấy nóng quá. Con cứ đắp đi nhá. Mẹ không sao đâu, con cứ nghỉ đi cho khỏe nhá.